Hello everyone, chào các em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta tiếp tục ôn cho cái bài thi học kỳ 1 chương trình tiếng Anh lớp 1, lớp 2 nha. Chúng ta học theo chương trình My Phonics Grade 2. Nào, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta có cái hình như thế này và chúng ta sẽ nối. Nha, bên này quả hạch nè, cái mũi nè, con bạch tuộc nè, con gấu trúc nè. Câu hỏi, rồi cuộc thi, con người máy. À, ngôi sao, vậy chúng ta sẽ nối này, thấy không? Rồi chúng ta nối nhá. Rồi làm như thế nào để nhìn cho dễ nha. Rồi nut này ha, nut, nose, octopus, panda, quiz, robot, star. Rồi bài bên này. Rồi cái này là cái vợt. Cái vợt là gì? Là net, quả ô liu này, olive. Rồi trứng chiên, omelet. Rồi con vẹt, parrot. Nữ hoàng, queen. Queen nè, queen nè, queen đâu? Queen chưa nói, nói đây. Rồi con thỏ, rabbit. Cái nhẫn, ring. Con rắn là snake trên đầu. Rồi bài bên này, tổ chim là gì? Nest. Đó, nest. Orange, orange nói về đây. Pen, nói đây. Pony, nói xuống đây. Quilt, cái khăn, cái chăn đó, ở đây. Rocket, cái này bị sai, phải nói ghi lại thành rocket nhá. Rồi, sun, là siêu, con hải cẩu, sun ông mặt trời nha. Rồi, bài nối luôn, ôn tập thôi mà ha. Nut, octopus, orange, net, olive, nose. Rồi, chúng ta sao cho bên này ha. Hãy đọc và chọn vào đáp án đúng. Con gì đây? Con này là con gấu trúc nè. Pony, panda, parrot. Khoan vào đây ha. Rồi, cái này là cái gì? Cái tên lửa. Tên lửa bay vào không gian đó, bay vào vũ trụ đó. Tên lửa này, chúng ta đọc nè. A, queen. B, robot. C, rocket. Tên lửa là rocket, nó vào đây. Câu này là câu hỏi ha. Chúng ta đọc A, question. Quilt, drink. Question nha. Cái gì đây? Cây bút. Cây bút này. Một cây bút tiếng Anh là gì? Chúng ta có ba từ. Pen, nest, omelet. Omelet, viết sai nè. Rồi, vậy thì chúng ta khoan đọc pen nhé. Pen. Rồi, hãy sắp xếp lại những từ đây cho đúng nè. Quả gì đây? Olive. Olive. Rồi, tổ chim nè. Nest, nest. Rồi nữ hoàng nè, queen, queen. Con thỏ nè, rabbit, rabbit. Đúng không? Rồi đây là cái khăn, cái chăn nè, cái chăn nè, cái khăn nè, quilt. Rồi bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết rồi. Tạm biệt các em nhé. Goodbye and see you again. Bye bye.